bạn nha, mình đang đóng thùng 10 cây bông trang lá trung nè, vô cái thùng nhỏ rất là gọn nhẹ. Cái thùng mút này 15.000 nha mọi người. Ồ, vừa luôn. Mười cây không mắc tiền lắm. Chạy đi mua cái thùng lớn. Thùng nhỏ này vừa ký quá. Thùng nhỏ này 15.000 nha mọi người. Rồi đấy. Có chỗ đầu tới